Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là nhóm Hồi giáo Hoa Thi đã gửi ra những email cảnh báo tất cả những thuyền, bè, di chuyển ở vùng biển Hồng Hải. Bản tin từ Athens London cho biết thì một lời cảnh cáo đã được đưa ra từ ở Athens thủ đô của Hy Lạp trước khi à, giữa đêm hôm qua và một viên chức à, giám đốc cao cấp của một công ty vận chuyển của Hy Lạp cho biết là email này bất thường đã lọt vào trong cái email cá nhân của ông và thông điệp này đã gửi cho tất cả những công ty quản lý về cả, à, vận chuyển hàng hóa trong đó bao gồm luôn cả những công ty thường xuyên có những cái à, cuộc vận chuyển hàng hóa à, băng qua vùng biển hồng hải và à, vốn đã bị tấn công bởi nhóm hồi giáo Houthi tại Yemen và công ty quản lý là ở Hy Lạp cho biết là họ đã có những cái bản cảnh cáo của phía Houthi đã ban lệnh cấm tất cả những việc mà gọi là cập vào bến cảng của Do Thái nếu như mà họ không muốn trở thành mục tiêu bị tấn công của nhóm Hồi giáo Houthi theo tường trình của hãng thông tấn Reuters cho biết và cái email này đã được nhìn thấy bởi hãng thông tấn Reuters. Quý vị phải chịu trách nhiệm và hậu quả cho việc tàu của quý vị nằm trong danh sách bị cấm, đó là một trong những cái email đã được gửi ra bởi một cái à, một cái nhóm mà được xem là có một cái à, hoạt động ở tại Yemen và đã được ký bởi một cái tổ chức có tên gọi là à, chiến dịch nhờ nhân đạo của Yemen à, đặt tại ở khu vực ở uh, khu vực này và trong đó thì nhóm hồi giáo Houthi đã tấn công trên 100 cuộc tấn công vào các chiếc tàu di chuyển qua bờ biển Hồng Hải kể từ tháng 11 năm ngoái và giữa lúc mà phía Palestine và phía Do Thái đã có cuộc chiến với nhóm Hamas tại đây. Đây được là xem là email đã được gửi ra và cảnh báo rằng tất cả những tàu nào di chuyển qua vùng biển Hồng Hải mà cập vào bến cảng của Do Thái đều trở thành mục tiêu tấn công của nhóm Hồi giáo Hoạt Thi. Đó là bản tin liên mới nhất liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay, Do Thái vẫn tiếp, tông, tiếp tục tấn công vào Beirut giữa lúc mà thế giới đang chờ đợi cuộc tấn công của Do Thái nhắm vào Iran. Bản tin mới nhất cho biết thì do Thái và các chiến đấu cơ cũng như quanh tạc cơ của họ vẫn tiếp tục tấn công vào thủ đô Beirut của Lebanon vào giữa đêm hôm qua, giữa lúc mà ít nhất là có một số các quốc gia đang chờ đợi việc tấn công của Do Thái nhắm vào Iran sau khi có 8 binh sĩ của họ đã bị sát hại ở miền nam Lebanon trong một cuộc giao tranh với lại nhóm Hezbollah. Bản tin mới nhất cho biết thì 9 người đã thiệt mạng ở trong cái thủ đô của Lebanon sau khi mà Do Thái mở cuộc không tập nhắm vào một cái khu vực được xem là có liên hệ với Hezbollah, vốn là một trung tâm y tế và theo tường trình của các giới chức địa phương cho biết. Và Bộ Quốc phòng Do Thái nói rằng họ đã sát hại được 15 dân quân của Hezbollah trong cuộc không tập tối ngày hôm qua, giữa lúc mà họ nhắm vào các tòa building của chính quyền địa phương được điều hành bởi nhóm này ở một cái thị trấn có tên là Beirchben và cuộc tấn công bằng drone đã nhắm vào một cái kho vũ khí ở tại Syria mà nơi mà được xem là có một cái gia phi trường rất lớn và một căn cứ quân sự không quân của nga tại đây, giới chức của các cái tổ chức nhân quyền đặc trách về human rights của Syria đã cho biết như trên. Tuy nhiên thì chưa có ai nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công này. Chính quyền do Thái vẫn là vợ chưa trả đũa trong cái cuộc mà Iran đã bắn hàng loạt các các hỏa tiễn vào lãnh thổ do Thái vào ngày thứ ba. Tuy nhiên thì cả thế giới vẫn đang lo ngại là do thái sẽ mở một cuộc tấn công lớn nhắm vào iran và kể cả những cái khu vực được xem là quân sự của iran lực lượng cách mạng hồi giáo iran đã bắt đầu đưa ra những cái chiến dịch được xem là làm nhằm tránh cuộc tranh chấp này trong lúc mà đang có một cái việc gọi là do thái sẽ nhắm vào trả đũa vào iran cùng một lượt thì tổng thống joe cho biết là do thái không nên nhắm mục tiêu vào cái kho nguyên tử của iran và một điều mà phía iran từ nơi lâu nay được xem là bảo vệ rất cẩn thận câu trả lời là không đó là lời phát biểu của ông khi được hỏi rằng là hoa kỳ có ủng hộ cho do thái tấn công vào các cái lò nguyên tử của iran hay không họ có quyền để phản ứng và họ có quyền phải phản ứng để mà với trách nhiệm của họ đây được xem là một trong những cái sự lo ngại của cộng đồng quốc tế khi mà họ đang chờ đợi cuộc tấn công của do thái nhắm vào iran là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống Nam Hàn đã cho gửi tất cả những máy bay quân sự của họ để di tản công dân của họ ra khỏi khu vực Trung Đông. Bản tin từ Seoul cho biết thì Tổng thống Nam Hàn là ông Yoon Seok-yong đã ra lệnh và cho lực lượng quân sự của Nam Hàn sử dụng các máy bay quân sự vào ngày thứ tư để khai triển ngay lập tức di tản các công dân của họ ra khỏi Do Thái và một phần khác của Trung Đông giữa lúc mà tình hình căng thẳng tại đây gia tăng. Ông Jun đã gặp gỡ với lại các cố vấn về kinh tế và an ninh quốc gia trong vấn đề cuộc tranh chấp tại Trung Đông có thể bùng nổ và trong đó có thể tác hại tới cái nguồn cung cấp về năng lượng của quốc gia này cũng như các cái nguồn cung cấp về mậu dịch theo tường trình cho biết. Và ông Dung nói rằng điều quan trọng nhất là an toàn của các công dân ở khu vực và được xem là ông ưu tiên và tất cả những cần thiết cần phải ra được đưa ra và trước đó ngày thứ tư thì bộ ngoại giao Nam Hàn đã thúc giục công dân của họ tại do Thái tại Lebanon ngay lập tức rời khỏi khu vực này nếu như mà họ có thể rời khỏi được và chính phủ cho biết là có khoảng 572.000 công dân Nam Hàn đang có mặt tại do Thái bao gồm luôn cả những thường trú nhân đặc biệt và một số người đã có cái passport của do Thái và trong đó có khoảng 214 người đã có mặt tại Lebanon đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay một bản tin của hãng thông tấn Reuters cho biết là phía Ukraine sẽ gia tăng sản xuất vũ khí và có thể sản xuất lên tới 4 triệu cái tròn mỗi một năm, theo tường trình của ông Zelensky đưa ra. Bản tin từ Kiev cho biết là Ukraine có thể sản xuất khoảng 4 triệu cái tròn ở mức mỗi một năm và sẽ gia tăng rất nhiều các loại vũ khí khác, theo tường trình của ông Zelensky đã phát biểu trong cái uh, cuộc nói chuyện vào ngày thứ tư vừa qua và trong nga uh, lời phát biểu vào ngày thứ ba với các giám đốc của hàng chục những cái uh, quốc gia ngoại quốc và sản xuất về vũ khí ở tại Kiev, ông Zelensky cho biết là Ukraine đã sẵn sàng ký hợp đồng để sản xuất ít nhất là 1.5 cái triệu tròn trong năm nay và các cái việc sản xuất tròn này sẽ là những cái tròn mà phía của Ukraine đã từng sử dụng để tấn công vào lãnh thổ của Nga và điều quan trọng nhất trong cái điều kiện khó khăn trong cuộc tấn công toàn diện của Nga, Ukraine vẫn có thể đủ khả năng để có thể xây dựng một cái hệ thống quốc phòng mới và kỹ nghệ quốc phòng mới. Ông Zelensky cho biết như trên và Ukraine được biết là đã bắt đầu đi vào sản xuất các cái vũ khí của họ từ năm 2023 và họ đã gia tăng gấp đôi cái số lượng vũ khí trong 8 tháng của năm nay và Thủ tướng của nước quốc gia này cho biết là họ đang tìm cách đạt được mục tiêu là ít nhất sẽ có 1 triệu, 5, 1 triệu 500 ngàn cái tròn trong năm nay và mỗi một năm họ có khả, khả năng sản xuất khoảng 4 triệu cái tròn và trên 31 tháng cuộc chiến xảy ra thì vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt Ukraine hiện nay cho biết là họ đã chi ra 40 tỷ Mỹ Kim cho vấn đề của quốc phòng. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất từ phía Ukraine đưa ra, ngay sau khi mà ông Zelensky vừa trở về từ New York, sau khi ông phát biểu trên cái Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và để trình cái bản kế hoạch gọi là Victory Plan của ông với lại Tổng thống Joe và hai ứng cử viên Tổng thống của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Nga đã cho bỏ tù một người đàn ông về tội đốt kinh Koran và truy tố người này với tội phản quốc. Bản tin từ Moscow cho biết, một người đàn ông Nga đã bị tống giam vào ngày vào tháng 2 về tội đốt kinh Koran và bị truy tố tội phản quốc bởi các công tố viên, nói rằng ông ta đã quy chuyển một số những cái video footage cho các cái biến chuyển quân sự tại Ukraine. Trong bản statement thì công tố viên của Nga nói rằng người đàn ông 20 tuổi này tên là Nikita Zuravov đã bị cáo buộc là đã gửi một số những cái hình ảnh về các cái xe lửa chuyển tất cả những cái vũ khí và kể cả một số những cái chiếc máy bay đã cho một cái phong trào có tên gọi là à, xem là phong trào hỗ trợ cho Ukraine ở và các cái căn cứ quân sự của Nga cho phía giới tình báo của Ukraine và Zuvarel đã tình nguyện làm chuyện này và gửi tới cho cơ quan tình báo của Ukraine tất cả những dữ liệu này hãng thông tấn Reuters vẫn chưa xác nhận được là luật sư đại diện của ông là ai. Tuy nhiên thì ông này bây giờ đang bị phục bị kết án 3 năm rưỡi tù sau khi bị kết à, tội của dưới cái luật của Nga là đã có hành động tấn công vào những người có niềm tin tôn giáo khi mà ông ta đã đốt kinh cổng tại cái à, thành phố ở quê nhà của ông ta là Volgograd và ông này bây giờ đã chính thức bị truy tố tội phản quốc và ông ta được à, thế giới chú ý sau khi mà lãnh đạo của Nga là Ramzan Kadyrov đã công bố một đoạn video cho thấy là con trai của ông ta là Adam đã bị à, đánh đập và bị đá bởi à, chính à, bị cáo và bị cáo đã bị tống vào tù và à, đang đang chờ ra tòa. Đây được xem là một trong những phiên tòa của Nga kết tội với công dân của họ khi mà người này được xem là chuyển các thông tin cho giới tình báo của Ukraine và từng bị kết tội đốt kinh Koran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của nước Nga ngày hôm nay và cũng liên quan tới nước Nga ngày hôm nay đề phòng việc mà khối Tây phương sẽ cho phép Ukraine sử dụng các cái hỏa tiễn tầm xa tấn công vào sâu nội địa của nước Nga. Nga đã bắt đầu cho thực nghiệm lại và thử nghiệm tất cả các hệ thống báo động công cộng của họ ở tại Moscow và một số thành phố lớn. Bản tin từ hãng thông tấn Reuters cho biết là Nga đã bắt đầu cho thử nghiệm tất cả các hệ thống báo động khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày thứ Tư, trong đó gần như là đã được xen vào các đài truyền hình, các đài radio cũng như là các cái hệ thống loa đang có mặt tại Ukraine giữa lúc mà đang có nguy cơ là Ukraine sẽ tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga bằng các loại vũ khí mà của khối Tây phương có thể chấp thuận và lúc 10 giờ 30 phút sáng thì theo giờ của Nga, bản tin cho biết thì cái tiếng báo động đã nổ đã trỗi lên khoảng một phút đồng hồ và các cái hệ thống loa lớn cũng như là các cái hệ thống truyền hình các hệ thống radio đã đồng loạt thử nghiệm cái hệ thống báo động này với cái chữ là Attention Everyone, tức là mọi người chú ý. Và đây là lần đầu tiên nước Nga đã phải cho thử nghiệm lại cái hệ thống báo động khẩn cấp trên toàn quốc của họ. Tiếp theo việc mà có nguy cơ là khối Tây Phương sẽ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa bắn sâu vào lãnh thổ của nước Nga, trong đó bao gồm luôn cả việc mà bắn vào thủ đô của Moscow. Và việc này lần đầu tiên diễn ra kể từ khi mà có cơn khủng hoảng Cuba về cái hỏa tiễn năm 1962. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, theo bản tin của hãng thông tấn AFP, thì Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Trung Quốc là Tập Cận Bình nói với ông Putin là sẵn sàng gia tăng các mối quan hệ. Đây là bản báo cáo mới nhất từ AFP đưa ra. Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày hôm nay thứ Tư đã nói với lại ông Vladimir Putin là ông Tập Cận Bình sẵn sàng gia tăng hợp tác và hai vị lãnh đạo đã chúc mừng năm thứ 75 về mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia tập cân bình nói rằng trung quốc đã sẵn sàng để mà có thể hợp tác rộng rãi hơn và có mở rộng hơn các việc hợp tác với nga và sự thắt chặt của hai quốc gia theo tường trình của tân hoa xã đưa ra mối quan hệ tốt vĩnh viễn của hai quốc gia láng giềng một chiến lược phối hợp toàn diện và kể cả việc hợp tác để trao đổi quyền lợi giữa đôi bên đó là mục tiêu của chúng ta đó là lời phát biểu của ông tập cân bình đã nói với ông putin theo tường trình của Tân Hoa Xã và ông Putin đang tìm cách gọi là có một cái sự hỗ trợ của Nga trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine bắt đầu từ năm 2022 và hai quốc gia được mô tả là đồng minh này đã gia tăng rất nhiều các cái mối quan hệ mậu dịch và được xem là cao nhất kể từ trước tới nay và đã kể từ khi mà Moscow đang đối diện với các lệnh cấm vận trừng phạt của khối Tây phương moscow và bắc kinh đã bắt đầu uh, có những cái chiến lược được xem là đối phó với lại cái gọi là nguồn tư tưởng của tây phương mà họ nói rằng là sẽ có cuộc hợp tác không giới hạn giữa nga và trung quốc trong lúc mà nga tấn công ukraine tập cân bình đã nói chuyện trong cái cuộc gặp gỡ của tổ chức Chris gồm các quốc gia này ở miền nam của nước Nga thuộc thành phố Kazan vào tháng này và ông ta dự tính sẽ gặp gỡ ông Putin trong ngày thứ tư thì ông Tập cận bình cho biết ông và ông Putin sẽ nỗ lực có những mối quan hệ sâu đậm hơn trong những năm qua và sẽ thay đổi tất cả những cái quan điểm của thế giới trong thế kỷ này đây được xem là lời tuyên bố mới nhất của Tập cận bình đã đưa ra sau khi mà ông ta có cú điện thoại với lại tổng thống của Nga đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Nga chính thức nói rằng họ đứng về phía Trung Quốc trong vấn đề của Đài Loan. Bản tin từ hãng thông tấn Reuters cho biết Nga sẽ đứng chung với Trung Quốc trong vấn đề của Á Châu, bao gồm luôn chỉ trích Hoa Kỳ đã cố tình gia tăng tầm ảnh hưởng và âm mưu gọi là đốt lửa cháy xung quanh khu vực của đảo quốc Đài Loan. Ngoại trưởng của Nga là ông Lavrov đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn mới nhất được công bố vào ngày hôm nay và ông Sergei Lavrov được xem là một trong những nhà ngoại trưởng của Nga đã phát biểu trong một tờ báo tại Nga. Trong đó ông nói rằng là Bắc Kinh đã có những cái tiếp cận rất tốt trong cuộc chiến tại Ukraine và hai quốc gia sẽ loại trừ tất cả những vấn đề và Moscow vẫn đứng ở phía sau của Trung Quốc trong việc mà và vẹn toàn lãnh thổ của Trung Quốc và viết trong cái việc đánh dấu năm thứ 75 Mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, ông Lavrov cho biết là Moscow và Bắc Kinh đã có một cái vị trí gần gũi và sẽ làm việc để đối la phó lại với cái gọi là à, cái tham vọng của Tây phương và đặc biệt là sẽ có một cái chiến lược ổn định khu vực Á châu Thái Bình Dương. Hoa Kỳ và các vệ tinh của họ gần như là đã tìm cách là đốt lửa lên các cái tình trạng ở trên eo biển Đài Loan. Ông Lavrov cho biết như trên, điều này vi phạm vào cái quy tắc One China Policy hay còn gọi là One China Principle mà họ đã thừa nhận. Họ đã gia tăng mối quan hệ với chính quyền của đảo quốc này. Nga phản đối vấn đề của Đài Loan à, tách rời khỏi Trung Quốc và nó sẽ không thay đổi trong cái chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Và điều này là điều ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Ông Lavrov đã cho biết như trên và ông lên tiếng và nói rằng phía của Đài Loan và là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Đây được xem là lời phát biểu mới nhất của ông Lavrov, à, ngoại trưởng của Nga đưa ra ngay sau khi mà phía của Tập Cân Bình chuẩn bị sẽ gặp gỡ với ông Putin trong tháng này và vấn đề của Đài Loan hỗ trợ cho Utrend đã khiến cho Nga đứng về phía quan điểm của Trung Quốc là xem cái đảo quốc Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, trước sự đe dọa ngày càng căng của Trung Quốc, Hoa Kỳ đang duyệt xét cho phép Đài Loan sản xuất các loại hỏa tiễn Stinger. Bản tin từ Đài Bắc cho biết thì Hoa Kỳ đang bắt đầu duyệt xét việc mà sẽ hợp tác với lại cái viện nghiên cứu về khoa học và kỹ thuật trung san của Đài Loan trong đó có thể cho phép sản xuất các cái loại hỏa tiễn Stinger theo tường trình của một viên chức quân sự cao cấp của Đài Loan cho biết như trên và cái viện nghiên cứu Trung San, tức là Viện Nghiên cứu về Khoa học và Kỹ thuật gọi tắt là NCSIST, sẽ bắt đầu à, có những cái phá vỡ bế tắc về các cái kỹ thuật về hỏa tiễn. Và trong đó, Hoa Kỳ dự tính sẽ gửi một toán à, Khoa học gia của họ tới Đài Loan trong vòng 10 năm tới để cùng phối hợp với Đài Loan trong cái khả năng sản xuất về các cái hỏa tiễn này, bao gồm luôn cả những vấn đề liên quan tới không gian mạng và trong đó có thể sẽ sản xuất ít nhất là 1.985 cái hỏa tiễn Sinter, theo một cái đơn order trước đó và trong đây cho thấy là nó sẽ đi theo cái mức tiêu chuẩn do Hoa Kỳ đặt ra, được và sẽ được xác nhận về tiêu chuẩn bởi phía của Hoa Kỳ và sẽ bắt đầu chính thức đi vào sản xuất từ năm 2026 và việc này sẽ được cung cấp cho một số những đối tác của hoa kỳ lực lượng lục quân và hải quân của đài loan Trước đó thì họ đã từng order khoảng 250 cái hỏa tiễn Stinger từ năm 2019 và năm 2015. Trước đó thì họ đã được à, cho biết là tất cả những hỏa tiễn này sẽ hoàn tất chuyển giao cho Đài Loan từ năm từ đây cho tới năm 2025. Tuy nhiên thì à, do tình hình đe dọa từ phía của Trung Quốc thì phía của Đài Loan đã bắt đầu hợp tác với phía của Hoa Kỳ và trong đó Hoa Kỳ đang cân nhắc là sẽ cho phép phía Đài Loan tự mình sản xuất các loại hỏa tiễn Stinger thay vì mua từ Hoa Kỳ và trước đó thì phía họ đã mua khoảng 1.73 tỷ Mỹ Kim các hỏa tiễn Stinger này và đây được xem là một trong những cái hợp tác mới nhất của Hoa Kỳ và Đài Loan nhằm tăng cường khả năng hợp tác về quốc phòng của hai quốc gia cũng như tăng cường cái khả năng sản xuất quốc phòng của Đài Loan nhằm hỗ trợ cho các đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ tại khu vực Á châu Thái Bình Dương nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng. Đây được xem là một trong những tham vọng nhất mới nhất của Đài Loan chuyển qua về kỹ nghệ quốc phòng và sẽ hợp tác với một số công ty quốc phòng của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích quỹ tiền tệ quốc tế IMF là đã quá lịch sự với các chính sách và các cái bảo đảm tài chánh của Cộng sản Trung Quốc bản tin mới nhất từ washington cho biết thì quỹ tiền tệ quốc tế imf đã quá lịch sự khi mà họ không chỉ trích cái chính sách về kinh tế của trung quốc và gần như là không công bố đầy đủ tất cả những cái bảo đảm về tài chánh sau khi mà các quốc gia đã vay món tiền của imf theo một viên chức của bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra lời cáo buộc vào ngày thứ ba. Neiman được xem là thứ trưởng đặc trách về vấn đề tài chính quốc tế của Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói rằng IMF đã thất bại trong việc mà buộc Trung Quốc phải công khai tất cả những cái chính sách và tất cả những cái à, gọi là chiến lược của họ. Phát biểu trong một cái hội nghị à, tài liên quan tới tài chính và một tổ chức chiến lược gọi là OMFIF, thì Nieman đã lên tiếng và nói rằng phía IMF đã quá lịch sự với phía Trung Quốc và dường như là họ đã nhân nhượng khá nhiều cho phía Trung Quốc khi mà phía Bắc Kinh vẫn che giấu tất cả những cái bảo đảm về tài chính và đặc biệt là họ thúc đẩy những cái chính sách được xem là bảo hộ về tài chính và bảo hộ về cái nguồn sản xuất trong đó họ đã sản xuất hàng loạt với sự hỗ trợ của chính quyền cộng sản Trung Quốc trong việc mà sản xuất tất cả những xe điện các cái kỹ thuật và trong đó bao gồm luôn việc mà có những cái hoạt động được xem là thao túng tiền tệ trong năm nay và điều này đã khiến cho ảnh hưởng tới cái giá trị tiền tệ của quốc tế giữa lúc mà bà à, bộ trưởng tài chánh là janet Yellen đã bay tới trung quốc trước đó và đã thảo luận với phía trung quốc về những vấn đề này và bây giờ thì à, imf cần phải có một cái à quy tắc rõ ràng hơn và phải tôn trọng tất cả những quy tắc được đặt ra, buộc Trung Quốc phải tuân thủ và phải báo cáo đầy đủ tất cả những cái bảo đảm về tài chính của họ. Đây được xem là lời chỉ trích mới nhất của Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhắm vào Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF sau khi mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã có thái độ được xem là nhân nhượng đối với tất cả những chính sách của Trung Quốc, đặc biệt là cái ca những bảo đảm về tài chính trong cái nguồn đầu tư ở Trung Quốc cũng như là nguồn đầu tư mà Trung Quốc đầu tư ở nước ngoài. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. <laughs> và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, năm công dân của Trung Quốc đã bị truy tố tội cố tình che đậy một cái cú chuyến mà họ gọi là thăm dò vào một cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Michigan ở tại Michigan vào lúc nửa đêm. Bản tin từ Detroit cho biết thì các phiên chức Hoa Kỳ đã truy tố năm công dân của Trung Quốc đã dối trá và che đậy cái việc mà họ trên một năm qua đã cố tình viếng thăm các cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại tiểu bang Michigan vào nửa đêm, nơi mà hàng ngàn người đã tụ tập ở trong đây trong cái cuộc gọi là tập à, à, xin lỗi lục vị hàng ngàn binh sĩ của Hoa Kỳ đã tập trận vào mùa hè. Năm người này là, là đến từ là, là sinh viên của trường đại học à, gọi là University of Michigan và trong đó gần như họ bị truy tố về các cái tội từ tháng 8 năm 2023 cho tới bây giờ thì gần như là mỗi một tháng như vậy họ đều có cái cuộc xâm nhập và tiến gần tới cái khu vực của căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và tại Michigan và họ chọn lúc nửa đêm để mà viếng thăm các cái căn cứ quân sự này. Tuy nhiên sau đó thì FBI đã cho thẩm vấn và tất cả đều chối bỏ và che đậy tất cả những cái chuyến viếng thăm bất ngờ này của các sinh viên à, gọi là du học của Trung Quốc. Họ đã chụp rất nhiều những cái hình à, ở các khu vực được xem là quốc phòng của Hoa Kỳ và hiện nay thì vẫn chưa có chính thức về những cái chi tiết về năm người đàn ông này. Tuy nhiên thì à, các viên chức hoa kỳ cho biết các bị cáo đã không bị tống giam họ có thể À, tiếp xúc với lại các viên chức của Hoa Kỳ và họ đã bị bắt giữ và đang đối diện với các truy tố. China Balea được xem là phát công viên của Văn phòng Bộ Tư pháp tại Detroit đã cho biết vào ngày thứ Tư trong mùa hè năm 2023 năm người này đã đối diện đã, đã sử dụng lúc nửa đêm và họ đã sử dụng những cánh rừng để mà xâm nhập vào cái khu vực của căn cứ quân sự Hoa Kỳ, đặc biệt là nơi được xem là có cái lực lượng vệ binh quốc gia và họ nói rằng chúng tôi là truyền thông theo tường trình cho biết. Tuy nhiên thì họ đã thu lộn rất nhiều một số những cái hình ảnh tại đây theo tường trình của fbi và trong đó thì họ đã tìm cách chụp uh, các cái hình ảnh ở tại các cái khu vực gọi là Kem Cragling được xem là nằm cách 200 dặm ở phía bắc của Detroit. 4 tháng sau đó, một trong năm người đàn ông này đã bắt đầu tiếp tục tiếp cận với lại phía của cái uh, phi trường của Detroit và sau đó chính ông này đã bay tới Nam Hàn và bay tới Trung Quốc và ông ta nói với các nhà điều tra là ông ta cùng với mọi người chỉ đến để mà gọi là có những cái cuộc vui vui chơi giải trí và săn bắn mà thôi. Theo tường trình cho biết và giờ đây họ biết được những người này đã cố tình chụp hình ảnh của của các căn cứ không quân của Hoa Kỳ cũng như một số căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã ban lệnh cấm kỹ nghệ thép và các cái gia vị thực phẩm của Trung Quốc à, liên quan tới vấn đề nhân quyền tại Tân Cương. Bản tin mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ đã ban lệnh cấm nhập cảng ít nhất là hai công ty của Trung Quốc bị cáo buộc là có hành động lạm dụng nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương trong ngày thứ Tư. Và biến chuyển mới này cho thấy là Hoa Kỳ đã bắt đầu loại trừ tất cả những sản phẩm được xem đến từ cái vùng mà họ gọi là cưỡng bức lao động. À, và mặc dù rằng là có cái nguồn cung cấp rất dồi dào, bản tin cho biết thì bộ an ninh nội địa đã và họ dựa trên cái đạo luật bảo vệ cho người duy ngô nhĩ gọi tắt là uflpa trong đó thì đã ban lệnh cấm vận với lại công ty bao cu group và công ty thứ hai là cjan Bayi, một công ty về thép và sắt cũng như là được xem là một trong những công ty lớn nhất về sản xuất cái ngành thép của trung quốc bên cạnh đó thì các công ty khác gồm có chenzu guihui Food uh, Ingredients, tức là một công ty cung cấp về các cái mặt hàng gia vị của Trung Quốc uh, cũng đã bị cấm vận sau khi mà họ phát hiện rằng tất cả những công xưởng của những công ty này đã hoạt động ở tại Tân Cương và lạm dụng sức lao động của người Tân Cương và người Duy Ngô Nhĩ và được xem là một trong những cái uh, hành động mà phía của Hoa Kỳ xem là vi phạm nhân quyền. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất diễn ra giữa lúc mà phía Trung Quốc vẫn tiếp tục bác bỏ cho rằng họ có cuộc đàn áp nhân quyền tại Tân Cương. Trong khi đó, các bản báo cáo của những tổ chức nhân quyền cho biết, thì Trung Quốc đã tống giam trên một triệu người Duy Ngô Nhĩ vào các cái trại cưỡng bức lao động và trong đó họ thành lập khoảng 1.200 cái trại cưỡng bức lao động để mà tống giam những người Duy Ngô Nhĩ và chúng tôi vẫn tiếp tục tìm đủ mọi cách để có thể buộc chịu trách nhiệm cho những công ty nào mà có lợi nhuận từ cái việc lạm dụng nhân quyền đó là lời phát biểu của phía hoa kỳ đưa ra đây được xem là một trong những cái chính sách cứng rắn của hoa kỳ nhắm thẳng vào trung quốc trong lúc mà bắc kinh đang tìm cách chối bỏ việc đàn áp nhân quyền tại tân cương đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ và trung quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Thủ tướng của Nhật Bản, à xin lỗi quý vị, là Bộ trưởng của Nhật Bản cho biết là họ sẽ không theo đuổi cái ý tưởng của tân Thủ tướng Nhật Bản là sẽ thành lập một cái Asia-NATO. Đây là một trong những cái lời khẳng định mới nhất. Bản tin từ Tokyo cho biết thì à, Bộ Quốc phòng và kể cả Bộ Ngoại giao của Nhật Bản trong ngày thứ tư cho biết, họ sẽ không làm việc trong bản kế hoạch mới nhất của tân thủ tướng quốc gia này là muốn thành lập một cái liên minh á châu tương tự như nato giữa lúc hoa kỳ và ấn độ cũng đã bác bỏ cái ý tưởng này ông shigeru ishiba đã đề nghị cái bản kế hoạch này được xem là một trong những cái bản kế hoạch mà giúp cho ông đã chiến thắng trong đảng cầm quyền để trở thành tân thủ tướng và trong đó cho biết là ông sẽ tha thúc đẩy cái vấn đề an ninh tại á châu Tuy nhiên trong ngày thứ ba, thì ngoại trưởng của Ấn Độ là Jay đã lên tiếng và nói rằng New Delhi sẽ không có chia sẻ cái tầm nhìn của ông Ishiba. Vào tháng trước thì Daniel Christenberg được xem là phụ tá đặc trách về vấn đề Đông Á nằm trong Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng nói rằng còn quá sớm để thảo luận cái bản kế hoạch này. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái tư tưởng trong tương lai và ý tưởng trong tương lai và nó rất khó khăn để thực hiện ngay lập tức và trong đó giữa lúc mà cộng tình hình thế giới đang có những thay đổi và việc mà gọi là ổn định vấn đề an ninh tại Á châu. Đó là lời phát biểu của ngoại trưởng mới của à, Nhật Bản là Takeshi Iwaya đã nói trong cuộc họp báo tại Tokyo và cái hệ thống làm việc này được xem là đang có thực hiện cái ý tưởng của ông Ishiba khi mà ông Ishiba ủng hộ cho việc thành lập một cái Asia NATO tức là một liên minh quân sự tương tự như là cái phiên bản của NATO tại Á châu tuy nhiên thì cả bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng ngoại giao cho biết họ sẽ không theo đuổi cái chương trình này sau khi cả phía ấn độ lẫn phía hoa kỳ đã bác bỏ cái ý tưởng này trong khi đó thì phía hoa kỳ cho biết còn quá sớm để bàn tới vấn đề này. Và trong một cái cuộc nói chuyện ở tại Viện Nghiên cứu tại Houston vào tháng trước, một tổ chức chiến lược của Hoa Kỳ, thì tân lãnh đạo của Nhật Bản đã lên tiếng và thúc đẩy chuyện này để gia tăng mức kềm chế của Trung Quốc trong việc mà Trung Quốc đang bành trướng mặt mạng lưới quân sự của họ tại Á Châu, Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nhật Bản và của Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Campuchia cho biết họ sẵn sàng hoan nghênh các tàu hải quân của Hoa Kỳ cặp vào bến cảng của họ và bến cảng này đã được phía Trung Quốc tu bổ và sửa chữa. Bản tin từ Washington cho biết, Campuchia trong ngày thứ ba lên tiếng và nói rằng lực lượng hải quân Hoa Kỳ có thể được đón chào cặp bến của bến cảng gọi là Rim Naval Base, một bến cảng mà phía Trung Quốc đã bỏ tiền xây dựng lại cho phía của à, Campuchia và trong đó ngũ giác đại e ngại là sẽ trở thành một cái trạm đóng quân của Cộng sản Trung Quốc. À, Phó Thủ tướng của Campuchia là Sen chan Thoi đã nói với một tổ chức chiến lược tại Washington rằng à, cái à, mạng lưới quân sự quốc gia này coi bến cảng này là một cái bến cảng hải quân và đã hoàn tất và bến cảng này không phải là của Trung Quốc. À, Trung Quốc chỉ cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ xây dựng và, và tăng cường cái bến cảng Rim Naval Base cho cái à, vấn đề liên quan tới và tự vệ quốc phòng của chúng tôi và nó không được sử dụng bởi cái lực lượng quân sự Trung Quốc hay bất kỳ một lực lượng quân sự nào chống một quốc gia khác ông Sinh đã nói với lại cái tổ chức CSIS như trên và căn cứ quân sự này đã hoàn tất và họ có thể à, bất kỳ một quốc gia nào đều có thể à, ghé ngang và có thể cập bến vào đây cho vấn đề hỗ trợ nhân đa nhân đạo và kể cả việc phục hồi trong tất cả những thảm kịch và hoặc là có thể tham gia vào các cuộc tập trận ông ta cho biết như trên tuy nhiên ông ta nói rằng là ông ta khuyến cáo là lực lượng hải quân Hoa Kỳ nên mang những chiếc tàu nhỏ nếu như có chuyến viếng thăm bởi vì cái mực nước ở đây khá thấp và quý vị không thể mang tàu lớn vào bến cảng này theo tường trình của phía Campuchia đưa ra và quan hệ của Hoa Kỳ và Campuchia đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây. Washington đã lên tiếng và lo ngại rằng phía chính quyền Campuchia có thể sẽ cho phép Trung Quốc được đặt một trạm quân sự trên lãnh thổ của họ cũng như tình trạng mập bức hại đối với các đảng đối lập ở tại Campuchia và tàu chiến của Trung Quốc gồm các chiến kinh hạm đều có thể di chuyển tại khu vực này từ hồi tháng 12 và trong đó đang huấn luyện cho lực lượng hải quân của Campuchia và Washington đã áp lực phía Campuchia là phải có một cái uh gọi là chính sách được xem là rõ ràng hơn trong việc mà họ bắt đầu sử dụng các cái bến cảng mà họ xe phía Trung Quốc xây dựng để có thể trở thành một cái nơi trú đóng hải quân của Trung Quốc. Đây được xem là một lời lên tiếng mới nhất chính thức của phía à, Campuchia sau khi có sự lo ngại từ phía của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, một người đào tỷ Bắc Hàn sinh sống tại Nam Hàn đã cướp một chiếc xe bus để tìm cách bay lái trở lại phía biên giới của Bắc Hàn và đã bị bắt. Bản tin mới nhất cho biết một người đào tị Bắc Hàn vốn đã trốn đến Nam Hàn trước đây trên một thập niên qua đã bị bắt giữ sau khi ông này âm mưu cướp một chiếc xe bớt để băng ngang qua biên giới của Bắc Hàn, theo tường trình của cảnh sát đưa ra. Người đàn ông này đã lái chiếc xe bớt khoảng 800m từ ở cái cầu gọi là Thong Kiu và được xem là cái điểm cuối cùng và kiểm tra về dân về, về gọi là trạm quân sự của Nam Hàn giữa nơi mà các, các, các cái dân sự sẽ không được phép băng ngang nếu không có một giấy phép đặc biệt trước khi mà băng ngang qua cây cầu này theo tường trình của cảnh sát của Nam Hàn đã nói với đài truyền hình CNN và khu vực này được xem là khu vực được bảo vệ rất chặt chẽ bởi lực lượng quân sự của Nam Hàn và nó nằm rất gần với lại cái khu vực phi quân sự giữa hai quốc gia Nam Hàn và Bắc Hàn. Kể từ khi chuyển tới sinh sống Nam Hàn năm 2011, người đàn ông 35 tuổi này đã làm việc mỗi ngày và trong đó ông ta gần như là không có một ngôi nhà ổn định. Ông ta nói với cảnh sát là ông ta nhớ nhà và ông ta muốn quay trở lại Bắc Hàn và ông ta sống một mình ở tại Nam Hàn và ông ta đang nằm với tình trạng rất khó khăn về kinh tế. Theo tường trình của cảnh sát cho biết như trên, Tuy nhiên ông ta đã không có à, cố gắng định cư và ông ta đã mất đi rất nhiều những cơ hội và bây giờ ông ta nói rằng ông ta nhớ gia đình của ông ta ở Bắc Hàn, người đàn ông này là một trường hợp hiếm hoi bởi vì có trên 34.000 người đào tỷ Bắc Hàn tới Nam Hàn đã sinh sống và hội nhập tại Nam Hàn kể từ khi chấm dứt cuộc chiến năm 1953 cho tới bây giờ và trong vòng một à, thập niên qua gần như chỉ có khoảng ở 30 người là tìm cách trở về quê nhà của họ tại Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ thì chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì cho phép phong được đưa cái thông báo của công ty Teletron là ngày 4 tây tháng 10. Teletron sẽ cho khai trương một cái địa điểm mới nằm ở trong gọi là Same Nail Supply Headquarter. Đây được xem là cái địa điểm mới của công ty Teletron. Và trong đó thì có rất nhiều những mặt hàng mà quý vị có thể mua rất rẻ trong ngày gà tái khai trương và đại khai trương ở địa điểm mới. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với số điện thoại là 972 660 8999 972 660 8999 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và quý vị, như bây giờ thì à, như thường lệ bước qua đọc comment. Tuy nhiên thì à, bởi vì mới mổ có hai ngày, sức khỏe Phong vừa được bình phục cho nên là đọc tới đâu được thì đọc, không dám là đọc hết, hy vọng là đọc được hết tất cả từ đây tới cuối giờ. Tuy nhiên mà nếu như mà Phong đọc không nổi nữa thì quý vị thông cảm cho là Phong sẽ ngưng lại nếu như mà cảm thấy trong người khó chịu. Mong quý vị thông cảm cho bởi vì cái sức khỏe mới được bình phục sau trận mổ này nhiều khán giả thắc mắc thì cái bệnh này thì các bác sĩ gọi gọi nó là bệnh xa ruột thì phong cũng không biết xa ruột là cái gì tuy nhiên thì cái đường ruột nó nối liền với cái bộ phận của đàn ông nó bị rối nó bị xoắn lại và bác sĩ phải mổ để lấy để mà chỉnh lại đẩy nó ngược trở vô và lấy một cái cục hạch ở trong cái chỗ gần đó ra để cho phong có thể phục hồi được và nó làm cho phong bớt đau thì việc vào bệnh viện là do cái việc giải phẫu này và hôm chủ nhật thì phòng đau quá chịu không nổi sau khi mà xuất hiện tại Portland tối thứ bảy thì còn ok mà chủ nhật đau quá lúc ra phi trường phải ngồi xe lăn từ ở phi trường từ ở phi trường mà vào máy bay do đó thì mới mổ xong kênh sức khỏe cũng còn yếu một chút cho nên quý vị thông cảm cho và đọc được tới đâu hay tới đó nha rồi bây giờ chúng ta lướt qua tất cả những lời chào hỏi đi quý vị Biden lấy lý do gì mà không cho cho Thái tấn công vào những lò phản ứng hạt nhân của Iran? Bởi vì ông ta sợ hai điều. Thứ nhất là cái chất phóng xạ đó, nó sẽ lan rộng ra bên ngoài. Nếu tấn công vào các cái lò nguyên tử, không ai có thể kiểm soát được cái chất phóng xạ nó lan tới đâu, nó gây nguy hiểm cho khu vực. Và thứ hai là khi tấn công vào lò nguyên tử này thì có nghĩa là tấn công vào cái gọi là cái vết thương của nói chung là cái tử huyệt của Iran có thể sẽ khiến cho Iran trở nên hung dữ hơn và có thể sẽ có những cái hành động mạnh mẽ hơn. Do đó ông ta mới khuyến cáo như vậy nha. Rồi cảm ơn người bạn nào đây. Như Đình đóng góp 20 Mỹ Kim. Chúc chú Phong sớm hồi phục. Con cảm ơn. Ok con cảm ơn con rất là nhiều. Rồi tiếp tục. À Ông Netanyahu lần này hành động rất thẳng tay với ông nội Guterres, người của bộ Đào nha tức là Portugal. Đây cũng là một bài học về cuộc sống. Đừng bao giờ lấy nhu thắng cương mà đôi lúc phải à, à, gớm tay hơn. Đúng, quý vị. Đôi lúc chúng ta phải cứng rắn thì mới có thể à, giành được cái tư thế. Còn đôi lúc chúng ta lịch sự mềm dẻo quá, chúng ta sẽ bị đẩy vào góc tường. Và đây là trường hợp của do thái. Trong suốt một năm qua thì ông Netanyahu cũng đã nhân nhượng rất nhiều với lại cái à, các đồng minh và Hoa Kỳ, trong đó có Joe Biden. Và điều này đã khiến cho ông ta bị mất tư thế trên chính trường quốc tế. Lần này cấm cửa ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Ông này là người gốc Portugal, tức là gốc Bồ Đào, Bồ Đào Nha. Thì quý vị, đây là hành động giành lại tư thế chính trị. Và tôi cho rằng đây là một cái à, đòn chính trị độc đáo của ông Netanyahu nha. Yeah. Iran mà có hạt nhân là do Thái phải hiểu sự diệt vong gần kề. Do đó, lần này tôi chỉ biết do Thái sẽ tấn công như thế nào, nhưng họ sẽ không dừng lại cuộc tấn công này. Và bây giờ chúng ta đang chờ đợi cuộc tấn công của do Thái nha. Lời nói của Nga có làm cho Trung cộng tấn công Đài Loan không? Không làm cho Trung cộng tấn công Đài Loan, nhưng mà gửi một thông điệp cho khối Tây phương là Nga bắt đầu tăng cường ảnh hưởng ở Á châu. Đây là thông điệp mà ông Larrop đã đưa ra. Tức là Nga sẽ bắt đầu có mặt ở tại Á châu thường xuyên hơn nha nếu nato mạnh mẽ có mặt ở khắp nơi trên thế giới à, cộng với tổng thống trump áp đặt chính sách cứng rắn với nền kinh tế của trung quốc anh nghĩ nội bộ trung quốc sẽ tan rã và nền kinh tế suy yếu không nếu bị phong tỏa họ sẽ bị tan rã tại vì sự tan rã này không phải là từ bên ngoài mà từ nội bộ bên trong khi mà bị phong tỏa như vậy các tỉnh đều gặp khó khăn về kinh tế họ sẽ không còn nghe lời của trung ương họ sẽ tự lo cho tỉnh của họ và đây chính là sự tan rã của trung quốc đây chính là sự tan rã và nó lặp lại đúng 120 năm, ê, 100 năm. Hơn 100 năm trước à, thì chính quyền của Nam Kinh, tức là chính quyền của Tưởng Giới Thạch cũng đã bị tình trạng này. Tức là mỗi một nơi là một lãnh chúa. Thì bây giờ 100 năm sau, chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có thể sẽ rơi vào tình trạng này nếu bị phong tỏa toàn bộ kinh tế. nha Rồi, do Thái quý định đánh trả công chúa Phong, có chứ. Bây giờ mình đang coi họ đánh trả bằng cách nào đây nha. Thế giới phải thay đổi quan điểm hợp tác song phương và và mọi giải quyết vấn đề thuận lợi, đôi bên đều có lợi đều có lợi an toàn hơn. No. Đừng dùng chữ đôi bên đều có lợi. Cái này nó đã được sử dụng 30 năm rồi và nó chưa bao giờ làm cho thế giới ổn định hết. Chưa bao giờ làm cho thế giới ổn định hết. Tôi không nghĩ như vậy tôi nghĩ rằng là cần phải có một thái độ cứng rắn, phân biệt rõ ràng trắng đen, chính ta, Những quốc gia cộng sản, độc tài toàn trị đứng vào một góc, còn thế giới tự do đứng vào một phía. Và có thể cắt đứt quan hệ cũng được nữa. Cắt đứt quan hệ cũng không sao cả. Đó là quan điểm của tôi, là bởi vì nó làm cho thế giới an toàn hơn. Không ai đã chạm tay ai hết. Các anh sống trong thế giới của các anh. Chúng tôi sống trong thế giới của chúng tôi. Thì quý vị, nó sẽ là một cái an toàn hơn. Còn cứ là đôi bên cùng có lợi thì cuối cùng xung đột đã xảy ra rất là nhiều khi quyền lại bị xâm phạm nha. Rồi tiếp tục lướt qua một số cái đọc rồi nha. À. Wow các bạn vào hôm nay khá nhiều. À Ấn Độ vẫn muốn trung lập nên phản đối cái khối quân sự nào chống lại Trung Quốc, vì đụng tới Trung Quốc là đụng tới Nga. Ấn Độ mất lợi thế à, là là trung lập ngay lập tức. Họ vẫn giữ cái thái độ trung lập tới bây giờ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu ông Trump lên, Ấn Độ sẽ xoay chiều. Ấn Độ sẽ không còn giữ thái độ trung lập nữa. Nếu ông Trump lên, chỉ là Joe Biden thôi. Tại vì Ấn Độ là một nước bảo thủ. Và ông Modi, thủ tướng Ấn Độ cũng là một người bảo thủ. Họ không chấp nhận những cái chính sách cực tả và cấp tiến của Joe Biden. Nhất là cái xã hội Ấn Độ là cái một xã hội rất bảo thủ. Họ không chấp nhận cho những tư tưởng băng hoại. Do đó, họ bất hợp tác nhưng nếu ông Trump lên thì tình hình khác đi nha rồi tiếp tục à dân Palestine có bao nhiêu phần trăm là người Do Thái và bao nhiêu phần trăm là người Ả Rập nói no. dân Palestine là dân Palestine họ là người Ả Rập mặc dù rằng là trong cái ngôn ngữ họ có dùng tiếng Hebrew tức là chung một cái ngôn ngữ của Do Thái nhưng mà họ là người Ả Rập họ không phải người Do Thái và họ đã được xua đuổi người do thái cách đây 2.000 năm rồi bây giờ người do thái quay trở lại lấy mảnh đất này thì bây giờ có cuộc xung đột này người Palestine là người Ả Rập chứ không phải người do thái nha mặc dù rằng là họ vẫn nói tiếng uh, Hebrew ok rồi à trong nhóm Hezbollah cũng có người làm gián điệp cho do thái không anh phong tôi nghĩ có nhờ như vậy mà do thái mới biết đích xác vị trí các lãnh lãnh tụ của hezbollah tôi nghĩ là có nhiều người làm làm gián điệp cho cơ quan tình báo tình báo mossad và kể cả cơ quan tình báo sinbad luôn nha ok nếu do thái tấn công cơ sở hạt nhân iran có tạo ô nhiễm phóng xạ toàn khu vực trung đông đây là lo ngại của joe biden đó cho nên ông ta khuyến cáo là không nên tấn công đó tại vì chất phóng xạ nó lan ra thì không ai nói được chất phóng xạ mà nó lan ra thì không ai cản được cả. Do đó thì cái đây là một trong những cái điều lo ngại của chúng ta đó nha. Rồi à Lúc trước do Thái ngại tấn công cơ sở hạt nhân Iran vì lo ngại Hezbollah trả đũa, nay nhóm này suy yếu, em tin do Thái tự tin tấn công cơ sở hạt nhân của Iran. Tôi chưa biết họ có chọn tấn công hay không, nhưng đây là cơ hội duy nhất để ngăn chặn Iran theo đuổi cái chương trình vũ khí nguyên tử. Thì cho tới giờ phút này thì tôi biết được như vậy có điều là tôi không biết là ông Netanyahu có dám đi hết đoạn đường hay không thì chúng chúng ta chưa biết chờ xem coi như thế nào nha ngay cả cựu tư tướng cánh tả do thái là Natalie Bennett cũng kêu gọi tấn công cơ sở hạt nhân do thái ở Iran do thái bất kể khuynh hướng chính trị họ đoàn kết lắm anh phong cho nên tôi nói với quý vị là đất nước do thái họ vì cái sự sinh tồn họ sẵn sàng hy sinh tất cả họ vì sự sinh tồn đó cho nên tôi nói với quý vị là đừng kinh thường do Thái. Và đó là lý do tại sao nhiều năm nay do Thái là đồng minh à, thân cận của Hoa Kỳ nha. Rồi cảm ơn cha Vũ đóng góp 20 mỹ kim chúc em mau bình phục để ăn mừng ngày ông Trump trở lại tòa Bạch Ốc giữ gìn sức khỏe. Cái này là tôi nghĩ rằng là ok đó là bởi vì ông Trump đã bắt đầu có những cái à, à, chiến lược đưa ra một cách rõ nét hơn. Thì tôi nghĩ rằng là nếu không có những biến động khác trong vòng 4 tuần lễ thì chúng ta có thể đón nhận chiến thắng của ông Trump. nha rồi quý vị nói tới đây thì có lẽ là phong à, cho phong dừng đi tại vì à, không có đủ sức đọc tiếp nữa à, cho phong giữ mỗi ngày chút lên chút 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 rồi trở lại bình thường tại vì à, sức khỏe mới bình phục do đó thì à, quý khán giả thông cảm cho và phong sẽ tại cùng tất cả mọi người trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel cáo lỗi cùng tất cả khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye